Xin chào các bạn với channel của mình. Ở video này chúng ta cùng tìm hiểu về cấu trúc thư mục của Laravel. Để tìm hiểu về cấu trúc thư mục của Laravel thì chúng ta có thể lên trang chủ gõ laravel.com, doc với các version rồi structure để chúng ta tìm hiểu. Nhưng mà ở đây là tiếng Anh nên mình đã dịch một bài sang tiếng Việt và để cho các bạn tìm hiểu một cách trực quan hơn. Bây giờ chúng ta tìm hiểu theo cái thư mục, mình có một cái dự án của nó ở đây. Mình có một cái project app Laravel sẵn ở đây rồi. Đấy. Bây giờ mình sẽ so sánh và chúng ta cùng tìm hiểu như sau. Về cấu trúc thư mục Laravel thì mặc định cấu trúc ứng dụng của Laravel thì nó được thiết kế là để là xây dựng được cả cái ứng dụng nhỏ và ứng dụng lớn. Quy mô cũng có. Rồi, tất nhiên là chúng ta có thể là tổ chức cái lại cấu trúc thư mục theo cái ý của mình và nó không có một cái là quy định nào hết. Và làm sao để các cái mình khi mình tổ chức cái thư mục nó ở khác nơi những cái thư mục khác nhau thì làm sao mà miễn là composer nó load được. Nhưng mà có một điều đặc biệt ở đây là chúng ta không thấy cái thư mục model ở đâu. Đấy, các bạn sẽ không tìm thấy thư mục model ở trong cái app này, vân vân. Nói chung là không có thư mục model ở trong này. Như vậy nó ở đâu? Theo như document thì nó là mặc định là nó không có, không có luôn. Bởi vì là nghĩa của cái từ model nó mơ hồ rồi, có nhiều định nghĩa khác nhau. Model thì model như là một số developer thì nó xem như là một cái logic của ứng dụng, nhưng mà một số lại xem model như là các cái file, các cái để tương tác với database. Như ở đây thì model chính là nằm trong các file nằm trong cái thư mục này. Ví dụ như ở đây là có cái file model user đấy. Chính là đây chính là một cái model. Laravel này, Laravel đã chọn đặt require model mặc định ở thư mục app này và cho phép các developer đặt ở đâu mình muốn cũng được. Nhưng mà miễn sao composer nó load được cái class của mình là được rồi. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu về thư mục gốc. Thư mục gốc thì có 10 thư mục 10 cái thư mục ở trong cái thư mục gốc này. 1, 2, 4, 6, 8, 10 này. Đầu tiên thì chúng ta tìm thư mục app. Thì app thì như chúng ta đã biết thì đây là cái thư mục cốt lõi của ứng dụng của mình, ứng dụng Laravel của mình. Khám phá chi tiết thì chúng ta sẽ đến cái phần khám phá tiếp theo. Thư mục bootstrap thì thư mục chứa các file khởi động framework và các file cấu hình autoloading. Vì nó chứa các thư mục cache và các cái file framework để sinh ra để tăng hiệu năng như là route rồi service cache file. Đấy, thư mục config thì như cái tên của chính cái tên của nó. Đấy, chúng ta tìm hiểu đây là bootstrap này, cache và app này. Config này, config có 1, 2, 3, 4, 5, 6 này, 13 file ở trong thư mục config này. Config này như là cái thư mục cấu hình cho ứng dụng. App thì là cấu hình cho cái app của mình. Nói qua một số cái, ví dụ như là name là cái tên này. Tên app, tên ứng dụng của mình. Đó. NV đọc ENV là environment. Environment này, đấy, là môi trường. Rồi debug. Rồi URL cái đường dẫn của mình. Rồi asset. Rồi time zone này. Tiếp theo là locate này, vị trí này, fallback locate này, hacker locate này, key này, các provider access, rồi authorization, rồi broadcasting này, cache database này, cấu hình database của mình này, đó, file system này, hashing, login, mail, service vân vân. Đấy, đây là config ứng dụng của mình. Rồi tiếp theo là cái thư mục là database. Thì thư mục này chứa các file database migration, shader. Khi nếu bạn muốn mà chúng ta có sử dụng nó tổ chức cơ sở dữ liệu SQLite. Nên chúng ta xem này. Đó, cái file là git ignore, git ignore, ignore, git ignore, đấy, git ignore. Nó sẽ bỏ qua các cái file mà SQLite dot cứ chứa đuôi SQLite để chúng ta không thể commit lên cái GitHub vì nó không cần thiết. Migration này, tạo các cái bảng table trong cái database PHP admin, shader,
MFI Shader chạy để import cái dữ liệu vào. Và tiếp theo thư mục public, nó chứa các cái public mình công khai trên internet, trên web của mình, như là CSS này, cut cutting style sheet này, JS này, JavaScript này, với các cái image ảnh đồ vân vân. Và nó cũng có cái file index, chỉ có file chính ở trong này. Thư mục resource thì thư mục chứa các cái view, raw, những cái tài nguyên chứa compile như là less, SISS và ship, nó chứa các file ngôn ngữ trong của ứng dụng bạn. Đây, raw này, resource, JS, JavaScript này, language này, SASS này, views, mình viết view này, viết view theo cái bullet template này. Đây một ví dụ này. Đây, cái này là bullet template đấy. Ta sẽ tìm hiểu sâu về sau. Và tiếp theo là thư mục route, như tên của nó chính là cái đường API này, channel, console, web này. Đó. Thư mục route chứa các định nghĩa về route, ví dụ mặc định có ba file route được thêm vào như là web này, API và console này. Và web thì chứa các cái route như route service provider này, ở trong web middleware này. Xem. Đó. Mặc định của nó thì trang chủ nó là welcome này, welcome lúc nãy là view ở đây, đấy nó view nhận view ở đây. Rồi file API thì chứa các cái route giữa là route service provide ở trong nhóm API middleware. Rồi còn console thì định nghĩa tất cái closure basis console thì command. Đấy, vậy thôi. Tìm hiểu sơ qua vậy, chúng ta tìm hiểu sâu sau. Rồi còn về cái thư mục storage thì thư mục store thì chứa các file compile bullet templates của bạn, file basis base session, file cache và những cái file sinh ra từ framework. Bên trong nó bao gồm các app từ framework này. Đây chúng ta xem này, store này, app này, public có chứa các cái file git eagle, thì bỏ qua file git eagle, file nào mà tích vào public nó cũng bỏ qua rồi. Framework thì bỏ qua cái trong framework nó sinh ra cache section này, testing views, log thì file log thì nó chứa các cái log ứng dụng. Thư mục test thì nó chứa các file test của bạn. PHP unit thì nó cung cấp đầy đủ. Mỗi class test thì nó chứa hậu tố và thư test. Bạn có thể chạy class test của bạn bằng PHP unit. Ví dụ như này, mình chạy một cái lệnh. Dạ. Xem nào. Mình cd vào này. App này, main này. Rồi, phát vào đây. Chạy lên. Đây nó là easy mass. Không được. Chạy đây. Vendor, unit, vendor bin này, PHP unit này, chạy bị lỗi thôi. Cái này chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Rồi tiếp theo chúng ta tìm hiểu từ vendor. Vendor thì chứa các cái core của Laravel và các cái thư viện của Composer. Mục đích là để không có cái thư mục vendor này thì app của mình không chạy được rồi. Nó cũng là một phần quan trọng. Bây giờ chúng ta tìm hiểu hết các cái thư mục này trong cái thư mục gốc rồi. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về cái thư mục apps, application, thư mục quan trọng nhất. Đây, app này, phần lớn các ứng dụng của bạn này sẽ đặt ở đây. Mặc định thư mục này có namespace là app này, được load tự động bởi Composer. Namespace là rồi, nó được load tự động bởi Composer và sử dụng là PHR4 Auto Loading Standard. Đấy. Thư mục app thì chứa một vài thư mục con ở bên trong như là console này, exception này, HTTP provided. Console thì nó chứa là file kernel. Console này. Có loại ví dụ này.
như bạn thực hiện Mac Addition thì nó có một loạt cái thư mục bên trong được tạo ra thư mục app. Ví dụ như là hiện tại ở đây mình không có cái thư mục app thư job ở đây, hoặc là thư mục mail ấy, hoặc là notification ấy. Nếu mà bạn dùng cái lệnh là Mac job hoặc là Mac notification hoặc là Mac mail thì nó sẽ tự động tạo cái thư mục job cho mình, mail notification cho mình. Đó. Vậy mà muốn biết được cái lệnh thì các bạn sử dụng cái lệnh là PHP addition list Mac. PHP này, Artisan list mic, đây là mình sẽ clear cho nó, nhìn cho nó gọn chuyện này. Đấy, list mic này, PHP này, Artisan list mic này. Nó bảo là gì đây, define list. Ok, vậy thì list này, Mac all, Mac channel, Mac command, Mac controller, even exception, factory, job, rồi mail này, lúc nãy mình bảo này, job rồi mail này, notification này, vân vân này. Mà tiếp theo thì chúng ta tìm hiểu là thư mục là broadcasting. Thư mục broadcasting chứa tất cả các lớp broadcasting channel cho ứng dụng bạn. Các cái lớp này được tạo là Mac Addition, thư mục này thì cũng lúc này mình đã bảo rồi, nó không tồn tại theo mặc định, nhưng mà nó sẽ được tạo ra khi bạn tạo lệnh đầu tiên. Để tìm hiểu về các kênh thì hãy xem writing ở đây, mình để cái link ở đây tìm hiểu sâu hơn. Và tiếp theo là thư mục console thì chứa tất cả file addition command ứng dụng của bạn, và được sinh ra bằng cách là một Mac command. Ngoài ra nó còn chứa là console kernel kernel ấy, là của ứng dụng, nên bạn có thể chỉnh sửa, đăng ký, rồi test cũng như vậy. Tiếp theo là thư mục event này, thư mục event thì mặc định nó không tồn tại đâu. Đó, cũng như vậy. Khi mình sử dụng lệnh là event generate hoặc là make event thì thư mục event đã được tạo ra. Rồi thư mục exception thì chúng ta có bạn exception và xử lý exception của ứng dụng. Ngoài ra nó còn nơi tốt nhất để bản ra các exception của ứng dụng. Nếu mà muốn thì chỉnh exception hoặc là render thì bạn nên chỉnh lại cái class handle ở trong thư mục, bên trong thư mục ấy. Class handle này, chỉnh các cái class này, vân vân. Drone report, drone flash, thư mục HTTP ấy, thư mục HTTP chứa controller này, cái thư mục quan trọng hầu như là sử dụng nhiều nhất đấy. HTTP controller này, cái controller là mô hình MVC controller. Cái controller là chính nào ở đây này, view chính là cái blade lúc nãy, cái resource trong view này, đây chính là view này. Còn model thì nó nằm trong app đó, vậy thôi. Controller đây ví dụ controller này, nó sẽ extends cái base controller từ cái controller namespace HTTP này, nó sử dụng cái controller trong này. Đấy, base controller được import to controller ở trong vendor này. Đây mình sẽ chạy đi. Thấy chưa? Đấy. Đây cái link, nhìn cái link này đấy, nó vendor này, level này, trong cuộc routing controller đấy, nó extend, nó thừa kế từ cái controller trong này. Rồi nó được gắn cái tên là base controller vì nó sợ trùng tên nên nó vậy thôi. Sau đó mình nó gắn vào đây, nó sẽ extend rồi vậy thôi. Middleware thì nó sử dụng để trích các cái quyền đồ này nọ. Thường sử dụng nhiều nhất là để trích role là các cái admin, rồi user, rồi customer vân vân. Request này. Request provider. Rồi, tiếp theo là job directory, thư mục này mặc định cũng không tồn tại. Khi mình tạo một cái job nào đấy thì nó tự động tạo job đầu tiên. Thư mục listener cũng vậy, mặc định là không tồn tại. Mail cũng notification, police, provider, address, vậy. Mấy thông mục này thì mình sẽ để link như này, chúng ta sẽ chỉnh qua. Rồi. Ngoài ra thì mình ngoài cái đấy thì mình sẽ nói về thêm về các cái file trong này. Thì edit config thì có nghĩa là cái cấu hình của edit trình soạn thảo, nói
NV mặc định nó không có đâu. Khi mình chạy, thực ra thì khi mới đầu mình không có đâu, không khi mình chạy cái lệnh nói chung là nó tự auto copy cái NV example này qua rồi nó đổi tên qua NV. Viết tắt là environment, viết tắt của environment là môi trường, hai môi trường cấu hình môi trường này. App name này, app environment local này, key key này, debug này, rồi URL này, channel vân vân này, cái này là quan trọng này, chính là quan trọng nhất. Nhưng mà tốt nhất là nhưng mà phải bảo mật cái file này, không bảo file này lộ hết database server đồ này là vân vân. Đó, rồi mail này, các cái bên thứ ba ví dụ như là mình muốn thanh toán bên thanh toán ngân hàng, bên cái khác, cái thứ ba thì nó mình cũng có hình ở trong này luôn. Rồi git attribute, cái này mình khi mình upload lên GitHub thì nó mới sinh ra cái file này. Rồi git equal bỏ qua các cái file nào như là thứ một node module này, thứ một hot store, rồi dot key, rồi thứ một vendor. Đấy, nó không bỏ, không có này. Ở video trước mình có commit một cái commit xuống một cái là project ứng dụng Laravel mình đã cho sẵn lên GitHub. Nó không có thư mục vendor, mình phải chạy cái lệnh là commercial integral, nó mới import cái file vendor, các file vendor vào. Nó bỏ qua luôn cái file environment. Đấy, các file này luôn này. Rồi compressor JSON và compressor look. Đây là file rất quan trọng trong patch compressor. Là tôi khai báo những cái sự kiện dùng để trong project này. Dependencies này, những thông tin về tên, phiên bản, licenses này, sổ này. Nội dung được viết theo JSON format, chẳng hạn trong ví dụ này, name này đấy, dạng project, description, this is out, đó vân vân đấy. Comlog này, đó, nơi lưu trữ thông tin về licenses này đã được gắn cài đặt, ví dụ như lệnh install, compressor. Còn về cái patch này, JSON này, nó là cái file của npm. Vậy thôi. Các bạn về cái video như vậy. Video của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.